Chào cô Lớp. Video hôm nay Trần Khánh sẽ giới thiệu mọi người về cái bộ sách học online, học tại nhà. Tức là trước giờ mọi người mua cái bộ này về học rất là nhiều rồi ha. Hôm nay thì Trần Khánh làm cái video này để hướng dẫn các bạn là cách cách chúng ta học trên cái bộ này như thế nào cho nó phù hợp và nó đúng phương pháp. Nhiều khi các bạn mua về chúng ta không biết cách học cái nào trước cái nào sau thì nó không hiệu quả lắm ha. Tại đây mình cũng rất trước tiên là cũng rất là cảm ơn mọi người đã ủng hộ thời gian qua cái bộ này, học này rất nhiều. Thì Trần Khánh đã hỗ trợ cho mọi người á, cái bộ này được gồm có một quyển sách, lớn ha, và một trước thì có người hai cái USB 32 GB, sau Trần Khánh á, dồn lại một cái USB là 64 GB chứa tất cả những video hướng dẫn trong cái bộ sách này ha. Rồi đây giao diện của bộ sách này ha. Đây là Trần Khánh có ghi là một số bài hát thường gặp. Đây là cái giáo trình này Trần Khánh soạn theo cái là phương pháp cảm âm, không có theo nhạc lý nha. Tôi chủ yếu là ký hiệu ABC, A la BC rồi các bạn. Rồi và cách điểm hát, lót câu, cảm âm gì đó, tất cả những cái video hướng dẫn đều có trên video bên USB hết luôn. Các bạn yên tâm nha. Và bây giờ á, ví dụ đầu tiên các bạn mua về thì chắc chắn là các bạn sẽ nhận được một sách và một cái USB 64 GB ha. Rồi bây giờ á, tới luôn cái bộ USB á, thì các bạn có thể là chúng ta ghim vào máy tính, laptop hay là những cái thiết bị nào mà sử dụng đọc video qua USB được thì các bạn cứ ghim vô. Có thể tivi thông minh bây giờ vẫn một số tivi vẫn đọc được bình thường nha các bạn. Đó, thì cái bộ video sẽ hướng dẫn tương ứng với bộ sách trong đây. Rồi bây giờ mua về mà không biết làm như sao. Bây giờ đầu tiên thì các bạn mở cho mình cái mục đầu tiên, đó là cái phần mục lục. Trần Khánh soạn cái phần mục lục trên đây. Rồi các bạn nhìn vô phần mục lục này. Ở đây mình sẽ có 6 phần mục lục ha. Mục 1 2 3 4 5 6. Rồi. Các bạn nhìn vào từ từ ha. Danh mục các ký hiệu âm nhạc cần biết trong sách. Danh mục các ký hiệu âm nhạc. Ký hiệu âm nhạc chắc chắn các bạn phải cần biết và phải biết chúng ta mới học bên trong được. Phải biết ký hiệu nó nốt đó là A là nốt gì, B là nốt gì hay vậy. Rồi ký hiệu âm ký hiệu A, M là ký hiệu gì, ví dụ vậy đó. Thì trong tương ứng ở đây mình có ghi sơ soạn các bạn, cái đó là phần mục 1. Rồi coi như mục 1 chúng ta phải thuộc lòng, phải nắm rồi chúng ta mới học bên trong được nhé. Rồi ok, nó cũng khá dễ lắm. Các bạn nhìn qua trong khoảng mình 10 phút là chúng ta học thuộc cái này nè. Rồi ha, mục 1 rất dễ ha. Rồi. Rồi cái đến cái mục 2, đó là danh mục các bài hát. Các bài hát này á thì cần gồm có lời, hợp âm, ký hiệu nốt kèm theo và theo thứ tự là chữ cái các bạn. Các chữ cái và nó có cái video hướng dẫn kèm theo nữa ha. Mục 2 để các bạn lưu ý vậy nè. Nếu như các bạn không có muốn học theo mà cái kiểu là theo tuần tự á, thì các bạn thích học bài nào, muốn học bài nào, thích học bài nào, chúng ta học chỉ cần thí dụ muốn đạt được bài đó, bài mình thích thôi, chứ mình không có cần phải học cho nhiều hay là học cho nó phải gọi là ISO hay gì, mình học đơn giản, học cho vui đó. Thì các bạn thích học bài nào á thì á, ở mục 2 này các bạn cứ nhìn vô mục 2 này ha, lưu ý nha. Nếu mà các bạn học theo kiểu là sở thích, thích học bài đó thôi thì các bạn cứ nhìn vô mục 2 cho mình. Mục 2 thì nó danh mục bài hát. Ví dụ các bạn thích cái bài ví dụ như ví dụ vì yêu ha, mình nói là bài bất bất kỳ vì yêu thì bây giờ theo ký hiệu chữ V rồi, V thì nó sẽ nằm tuốt ở phía sau lận. Nhưng mà cái để mà các bạn muốn tìm nhanh hơn á thì ở đây mình có cái mục lục kèm theo nè. Mục lục thứ tự các bài nè. Ví dụ vì yêu là chữ V nằm phía sau rồi đúng không? Chữ V V V V V V V rồi. Chữ V đây, V vì yêu rồi. Số 165 đây nó tương ứng số 165, thì tương ứng trong sách này các bạn làm nó nằm ở vị trí nằm dưới đây là ở đây nó có căn số rồi các bạn. Đây số tương ứng ha, thì vị yêu 165 đúng không, rồi đạt tới 165 đây, 164 165 đây ha, đây vì yêu. Rồi các bạn nhìn thí dụ nhìn vô bài vì yêu ha, ở bên trái thì Trần Khánh xuyết cho các bạn lời có hợp âm ha, các bạn có thể nhìn vô đây. Chúng ta quen rồi chúng ta có thể người ta hát mình có thể bỏ hợp âm theo và chúng ta chơi ha. Rồi nhưng mà trước khi chúng ta muốn đờn được nó thì bên đây các bạn nhìn đây nè, ở đây Trần Khánh có ghi điệu luôn ha, tempo và tông luôn đó, intro như thế nào, đoạn A như thế nào, đoạn B như thế nào, điệp khúc như thế nào và gian tấu lead guitar ra sao, trong đây có hết. Nhưng thí dụ mình vô mình không biết đờn như thế nào hết thì tương ứng ở bên USB cái mục này là chính là cái mục thứ hai đúng không, danh mục các bài hát nè đúng không. Ở bên USB nó sẽ cũng có tương ứng các mục vậy luôn các bạn, mục 2, mục 3, mục 4, mục 5 nè. Tại mục 1 nó nằm trong sách rồi, còn từ mục 2 trở lên nằm bên USB nó sẽ có nha. Mục 2 nó sẽ có những cái bài hát và tương ứng đó là nằm ở mục mục 2, và cái bài số 165 bài vì yêu thì tương ứng bên USB nó cũng là mục 2, và bài 165 là các bạn tìm tương ứng nó sẽ làm bên USB như vậy ha, tìm rất là nhanh ha. Rồi ok,
Ví dụ mình thích bài nào thì các bạn, ví dụ tình nghèo có nhau đi ha. Rồi ví dụ ở đây là bạn thấy đây là 150, thì tương ứng trong USB của các bạn á thì nó cũng là ở cái mục 2, và tìm cái bài 150 nó sẽ là bài tình nghèo có nhau. Đây là phương pháp các bạn là thích học bài nào thì chúng ta tập bài đó, thì chúng ta bên USB nó có video tương ứng cho bạn học bài đó là coi như xong ha. Cái này là cái mục 2 này là cái mục là các bạn học kiểu à thích bài nào học bài đó ha. Rồi bây giờ mình nói tiếp nha. Còn những trường hợp các bạn nào muốn học theo nó theo tuần tự, thứ tự từ dễ đến khó, theo thứ tự là muốn đệm hát luôn, muốn theo là phải xuyên suốt mà học được hết luôn á, thì các bạn đừng quan tâm mục 2 lắm, mà chúng ta quan tâm mục thứ ba. Mục thứ ba là danh mục cách đệm tiết tấu. Danh mục cách đệm là cách đệm ha. Ở đây á, thì cái mục 3 này á, nó có cách đệm nè, hướng dẫn các bạn đệm tiết tấu nè, rồi lót câu nè, kỹ thuật nè. Thì trên đây á, nó sẽ có kèm video hướng dẫn, và nó sẽ là cái mục 3 nằm trong USB, nó cũng nằm ở trong cái mục 3 nha các bạn. Mục 3 thì ở trong USB nó sẽ có cái đây nè, tiết tấu thì có kèm theo video hướng dẫn nè. Thứ nhất là điệu sửu rock, điệu rumba, cha 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 này. Đây là theo thứ tự các bạn học ra ha, theo thứ tự theo điệu này luôn, mình đã lập theo thứ tự các bạn học luôn. Nếu như các bạn muốn nôn nóng thích học cái điệu khác á, thí dụ tôi muốn học điệu rumba trước điệu sửu rock, không sao, các bạn cứ tập mở ra cái điệu rumba. Thì trong cái mục này điệu rumba trong USB á, nó sẽ có những điểm tiết tấu nè, lót câu gì nè, có lót gì nè, rồi áp dụng ra sao, thì các bạn đó nó sẽ tương ứng bên đây điệu nào nó cũng có cái mục riêng của nó ha. Bên USB nó có các mục ra vậy, y chang luôn trong sách luôn các bạn ha. Đây là các học cách đệm ha. Ví dụ như bây giờ nếu như các bạn học cái bài điệu rumba, cái bài đó đi, đầu tiên chúng ta tập một cái bài rumba ở mục 2 điệu bị miễn biểu rumba nhiều cũng được, và học đọc tấu rồi đúng không. Giờ thí dụ chúng ta muốn học đệm, thì ở trong video đó nó cũng có, Trần Khánh cũng có hướng dẫn cách đệm sơ sơ, nhưng các bạn muốn học kỹ hơn về cách đệm cái bài đó thì các bạn sẽ dòm vô cách đệm điệu rumba, thì chúng ta mở qua cái mục 3 này nè, trong đó sẽ tất cả những video hướng dẫn các bạn cách đệm như thế nào, lót câu như thế nào, áp dụng ra sao, thì chúng ta vào cái mục bên đây để chúng ta áp dụng vô cái bài ở mục 2. Các bạn hiểu không? Tên mình phải phân ra như vậy cho rõ ràng từng một cho các bạn dễ nắm, không đọc không có đặt vô lộn xộn các bạn sẽ khó lắm ha. Rồi bây giờ tiếp tục nè, qua tới cái mục 4 nè. Danh mục những video cần trang bị trước khi học đàn. Rồi ok ha, bây giờ các bạn lưu ý cái mục 4 này nè. Nếu như các bạn muốn học theo mà gọi là học cho được luôn cái môn này thì các bạn lưu ý cho mình cái mục 4 rất là quan trọng nha. Rồi bây giờ đầu tiên chúng ta xem mục 1, học thuộc mục 1. Mục 2 thì khoan, mục 3 thì cũng khoan nữa. Các bạn nhìn vô mục 4, danh mục những video cần trang bị trước khi học đàn, dạng video hướng dẫn. Thì danh mục này nó gồm những video làm sao? Hướng dẫn các bạn là cách bỏ hợp âm như thế nào nè, rồi trước khi là học đàn chúng ta phải cần luyện ngón và sửa ngón như thế nào, tư thế ngồi ra sao, và cách đi ngón như thế nào, thứ tự sao sao đó. Thì Trần Khánh rồi những cái sai ở trong những cái lỗi mà cơ bản mà các bạn hay mắc phải á đó, thì ở cái mục 4 này nha, lưu ý các bạn nha. Rồi lưu ý mục 4 này. Rồi thì các bạn nhìn vô ở trong USB nó sẽ có cái mục 4, mục 4 là mã. Rồi khi bạn nhấp vô cái mục 4 là mã thì chúng ta sẽ coi những đó là những video nào cần là Trần Khánh ghi cái tiêu đề rất là rõ ràng, các bạn nhìn vô là chắc chắn các bạn đều muốn nhấp vô xem hết. Trần Khánh chỉ rất là kỹ ở những cái mục mục là những video cần trang bị trước khi học đàn ha. Trước khi học đàn chúng ta cần trang bị. Còn những cái bạn mà thí dụ mà muốn học chơi cho biết thì đôi khi các bạn không cần mấy cái này lắm, tại vì các bạn muốn học liền cái bài đó thì thôi, thì chúng ta cứ học ở trên cái mục 2 nha. Rồi tiếp tục cái qua mục 5 chúng ta thấy cái gì, mục danh mục kỹ thuật khi chơi đàn. Rồi kỹ thuật khi chơi đàn á, thì ở đây á các bạn mở ra câu xíu, như kỹ thuật là ví dụ như thêm thắt nốt làm sao sao đó, nó thuộc dạng giống như là cách đệm vậy các bạn, nhưng mà kỹ thuật này tương đối nó hơi cao cấp tí xíu, cho nên nó là cái mục thứ năm nó mục hơi khó. Mà các bạn muốn học được mục năm á thì ít nhất là các bạn phải là đọc tấu cho được nè ha, rồi đệm tiết tấu sơ sơ cho được, là lót câu sơ sơ cho được, sau đó ổn rồi á thì chúng ta mới học qua cái mục năm là những kỹ thuật đó. Kỹ thuật nó khó hơn cách đệm và đọc tấu rất là nhiều ha. Cái mục năm thì các bạn học sao nha. Nếu các bạn nào mà ba vô học kỹ từ những cái kỹ thuật lead guitar là feel này kia mà chúng ta nhảy qua mục năm học liền là học không nổi ha. Rồi mục 6 thì mình đã danh mục hướng dẫn đàn tân cổ và điệu lý trên đàn,
Thì cái này thôi, cái này là những cái nào bạn nào mà thích mà gọi là biết chơi nhạc sơ sơ, biết nhịp nhàng rồi ok rồi á, chúng ta mới học tới mục 6 được ha. Mục 6 là tương đối là nâng cao. Đây các bạn, mình có hướng dẫn các bạn là 6 câu vọng cổ trên trên đàn, trên organ luôn. Hay này mình có hướng dẫn các bạn luôn, là kèm video hướng dẫn có đầy đủ hết ha. Rồi, chung quy là sơ qua là 6 cái mục la mã. Thì bây giờ xác định là một lần nữa, nói nôm na ngắn gọn xúc tích lại, thí dụ các bạn nào mà muốn học cho nó đàng hoàng, học cho nó đưa cái bộ này luôn thì chúng ta phải mất ít nhất phải 2 năm ha, là mới gọi là đánh đàn cho nó ok luôn đó. Rồi, muốn học được đàng hoàng thì bây giờ về cái mục lục này thì các bạn chú ý cái mục 1 là chúng ta phải bắt buộc là chúng ta phải học đầu tiên, nó nằm ở đây luôn ha. Rồi cái bước thứ hai là các bạn phải nhìn cho Trần Khánh, đó là cái mục thứ tư, đó là danh mục những cái video cần trang bị trước khi học đàn. Trước khi học đàn các bạn phải trang bị cái gì đã, Trần Khánh nói trong đó những cái mục đó. Trong cái mục này nó sẽ có rất nhiều video trong bên YouTube nha các bạn, là các bạn nhấp vô YouTube nó. Rồi thứ thứ hai á, khi mà trang bị rồi ok rồi ha. Rồi cái mục thứ ba đó, một cái tiếp bước tiếp theo đó, thứ ba là các bạn học cái mục, coi chúng ta sẽ xem ở cái mục 2 là chúng ta bắt đầu học. Học thì các bạn lưu ý nè, bây giờ học bài á, muốn học bài nào trước bài nào sau á, thì các bạn xem cái mục ở bên đây nè, cái mục cái điệu á, là danh mục á, là các điệu cái tiết tấu á, các bạn phải học theo thứ tự là điệu slow rock, rumba, cha cha, DJ rap, van, bass, tông, tango, slow swap, anh cúc, tiết rock. Đây là thứ tự mà chúng ta cần phải học để mà cho nó thêm một cái phương pháp nữa dễ nhất. Là đầu tiên chúng ta, các bạn muốn học cái bài nào trước á, thì các bạn phải học cái bài ở điệu slow rock trước, rồi sau đó chúng ta học slow rock đệm ổn rồi mới qua điệu rumba, thứ tự vậy đó nghe các bạn. Và ở trong đây thì mình không có làm cái bài hát theo thứ tự vậy được. Ở trong đây mình làm theo bài hát là theo ký hiệu ABC cho các bạn dễ tìm ha, chứ mình không có làm theo thứ tự cái bài của sự điệu này trước rồi sau cái bài của điệu rumba, bài của cha cha, mình không có làm theo thứ tự đó, mà mình làm theo thứ tự là chữ cái ABC cho các bạn dễ tìm ha. Mục ABC là dễ tìm nhất, để nhiều khi á bạn không biết cái bài đó, không biết nó nằm ở điệu nào á. Rồi cái này còn cực hơn nữa, nếu mà mình làm theo cái bài nó theo phân ra từ cái bài đã học điệu slow rock trước không, rồi rumba sau đúng không, rồi các bạn nhìn vô muốn học bài đó, bạn không biết bài đó nó nằm ở điệu nào, bao lâu lúc đầu tìm sẽ cực hơn ha. Cho nên là mình ký hiệu theo là cái chữ cái theo thứ tự là các bạn tìm nó dễ hơn ha. Mà nếu mà các bạn muốn học theo thứ tự cho nó ok á, thì các bạn phải học theo thứ tự điệu. Đây nè, cái mục 3 nè, mình có ghi các một cái điểm tiết tấu á, mà các bạn học theo cái này ha là cho ok. Rồi sau khi mà chúng ta học đọc tấu được bài rồi ha, rồi các bạn tiếp theo là các bạn sẽ học cách đệm. Cách đệm ha, mục 3 nè, đó mà học cách đệm, đó, áp dụng vô. Rồi. Mục 3 rồi sau cái đó các bạn qua mục 5 là chúng ta học kỹ thuật kèm vô nữa. Mà cái mục 5 này khoan đi, cũng nằm cái liên tục là tương đối nâng cao rồi ha. Rồi vậy ha, xong ha. Rồi các bạn lưu ý như vậy ha. Nếu như khi mà mua cái USB về, các bạn không có máy tính, không có laptop, không có phương tiện mà chúng ta dòm ra TV hay gì đó, mình không có phương tiện đó, thì Trần Khánh sẽ gửi cái đường link qua Zalo cho các bạn ha. Chúng ta nhấp vô đó thì các bạn xem trực tiếp trên điện thoại luôn, rất là tiện ha. Và chúng ta có nghĩa là các bạn có USB mà chúng ta có cái đường link nữa, chúng ta sẽ rất là dễ. Các bạn nào lạc đường link là lâu có thể liên hệ Trần Khánh gửi qua mail cho các bạn, hay là gửi lại cái đường link cho các bạn học cho rất là dễ ha. Rồi trong cái quá trình học á, thì cái nào thắc mắc, cái không hiểu á, thì các bạn cứ gọi cho Trần Khánh, Trần Khánh chỉ dẫn cho các bạn cái nào nên học trước, cái nào sau, và trong nhiều cái đội đúng sai rồi Trần Khánh có thể hỗ trợ các bạn thêm. Và đặc biệt á, là cái bộ này Trần Khánh cho hỗ trợ phí mọi người, trước đó có báo cho mọi người là 800.000 và giá không thay đổi nha. Và cái này là hỗ trợ cho mọi người là phí in sách, đây là sách in, bộ sách là rất là lớn và in màu, nó phí nó sẽ cao lắm. Và cái USB 64 VGB loại tốt mới được các bạn, chứ nếu mà lại thường thì nó sẽ không có chạy được, nó sẽ bị lỗi USB ha. Rồi đó, thì thông qua cái bộ này cho các bạn, hướng dẫn các bạn học đó. Rồi các bạn cứ học theo cái cách của Trần Khánh nha. Còn các bạn nào mà thí dụ muốn thích cái bài đó, học bài đó thôi, thì ok, chúng ta cứ dòm vô cái mục 1, biết mục 1 xong rồi phải không? Rồi sau các bạn cứ dành qua mục 2 nè, thích cái bài nào thì chúng ta chọn vô cái bài đó học. Rồi coi cái bài đó số mấy, cái này 085 và chắc chắn là nó nằm ở mục 2 nè. Mục 2 là những bài hát nè. Rồi chúng ta tương ứng với USB, chúng ta mở cái mục 2 ra và cái bài là số 085 là chúng ta mở là nó ra cái bài đó cho các bạn luôn ha. Rồi. Có các bạn thắc mắc, như là một số bạn thắc mắc là tại sao thầy không soạn là cái câu lót nó kèm theo dưới đây luôn, hà là cái tiếng Việt. Tiếng Việt xong cái bài soạn nốt ở dưới ha. Có nhiều người làm như vậy, nhưng mà ở đây á, nếu như mình soạn theo kiểu như vậy các bạn sẽ bị rối. Rối là nào lớp nào ấy chồng lên rồi nốt dưới rồi có lót, nên mình phân ra hai bên cho các bạn dễ ha.
phân ra nó rõ ràng hơn. Còn cái kia làm nhìn vô sẽ rất phức tạp, rất là khó hơn. Bây giờ làm như vậy rất là dễ hiểu. Và đặc biệt á, ở trên video Trần Khánh hướng dẫn cũng rất là kỹ rồi ha. Vị trí nốt, à, các bạn lưu ý nè, cái nốt la 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 ha la si 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 gì đó mà chúng ta không biết là cái nốt đó mình đờn đi lên hay đờn đi xuống nha các bạn lưu ý, không biết đờn đi lên hay đờn đi xuống, thì bên video Trần Khánh có hướng dẫn rất là rõ là chỉ trên bàn phím keyboard các bạn á, là nốt nào đi lên đờn đi xuống cho bạn nhìn cho nó dễ ha. Không nữa nếu mà chúng ta lúc đó không có video ha, bất chợt chúng ta nhìn vô thì bây giờ nhìn vô làm sao cho biết đi lên đi xuống, thì các bạn lưu ý là có dấu quyền thì chúng ta ngược về bên trái, có dấu sắc thì chúng ta hướng về bên phải. Còn nếu không có dấu gì thì cái nốt đó nó sẽ là cái nốt gần với cái nốt trước đó nhất. Ví dụ C tới nút đô thì chắc nút đô không có dấu gì, thì chắc chắn nút đô là C đô kế bên ha, chứ không phải là đố túm ở trên hoặc nút đô vì nằm về được. Nếu là nút đô nó sẽ có dấu quyền, các bạn lưu ý nha. Rồi cái nào mình thấy nó giai điệu nó lạ lạ, giai điệu nó không đúng thì chúng ta coi lại cái nó đúng, nó nằm chỉnh làm sao cho nó phù hợp thôi. Không thôi là sao dở video hướng dẫn là nó ok nhất ha. Rồi như vậy ha. Rồi bây giờ là đã trao đổi với các bạn về cách học trên cái bộ học online này ha. Cái bộ học online này Trần Khánh đã ra, nói chung ra mắt đã cũng hơn một năm rồi, và đa số là mọi người ủng hộ rất là nhiều, ok ha. Và cái việc mà có cái gì mà góp ý vậy, các bạn cứ góp ý và để mà Trần Khánh có thể cải thiện giúp cho mọi người, hỗ trợ mọi người một cách tốt nhất ha. Tức là rất là nhiều ý kiến này, ý kiến kia, ý kiến ra, mà miễn sao mà ý kiến mà cho nó phù hợp với tất cả số đông thì Trần Khánh sẽ hỗ trợ cho mọi người ha. Còn nếu như có ý kiến riêng á, thì nếu mà không phù hợp với số đông thì mình cũng không thể là làm theo ý kiến riêng của từng người được. Tại vì á, cái này là một cái công việc mà áp dụng cho tất cả gọi là số đông, tức là những người nào mà gọi là mình cảm thấy nó hợp lý nhất là mình sẽ hỗ trợ cho mọi người, chứ không thể nào thay đổi theo ý kiến riêng cá nhân thì không được. Tại vì đôi khi cái người thì thích học cái này, cái người thích kiểu kia, thì rất khó mà để là phục vụ cho đúng cái nhu cầu của từng người được ha. Cho nên là đã soạn được cái bộ này, nhưng mà bộ này rất là nhiều người hài lòng với, rất nhiều ok ha. Và đại khái là vậy là ok. Nói chung là ha, mấy video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tới đây ha. Rồi các bạn nào mà cần mua cái bộ này á, là cứ alo cho Trần Khánh qua số điện thoại là 0772 621 622, và phí bộ này là 800.000 nha mọi người, ok ha. Rồi như vậy ha, giá không thay đổi ha. À quên nữa, còn có chi tiết nữa là những cái bài hát trong đây á, thì ở đây là 180 bài, nhưng ở bên bộ video nó còn những cái video mà không có trong sách hướng dẫn nữa, nó có cái mục đó nữa nha mọi người. Cho nên là bên cái bộ video nó sẽ còn rất là nhiều bài hát trong đây không có nữa, tức là ngoài 180 bài nó có vài chục, và tức là nó sẽ còn tăng theo nữa, theo cái thứ tự cập nhật sau này nữa nha mọi người, ok nè. Rồi vậy nha, bye bye mọi người nha, chúc mọi người sức khỏe nha, và luôn luôn ủng hộ Trần Khánh, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và mọi người lưu ý là nếu mà các bạn muốn mua nhạc cụ, muốn sửa chữa hay là muốn trao đổi, hay là nếu còn cái này nữa, nếu như các bạn học cái bộ này mà chúng ta học cảm thấy tự học mà nó khó quá đi, thì các bạn nên đăng ký một cái lớp học, một cái khóa học online Trần Khánh kèm riêng cho mọi người. Và hiện giờ Trần Khánh dạy online rất là nhiều người kèm riêng ha. Cho nên á, là các bạn nào cảm thấy mua cái bộ này về chúng ta học nó còn nhiều trở ngại, điều khó quá, tại vì em nhạc bản chất nó khó mà, thì các bạn có thể đăng ký một cái lớp học online riêng, Trần Khánh sẽ hướng dẫn mọi người riêng, từng người kèm từng người, và cái chỗ đó nó sẽ hiệu quả hơn. Và mọi chi tiết thắc mắc hay là cần thiết học online vậy, các bạn cứ alo cho Trần Khánh qua số điện thoại là 0772 621 622. Chúng ta sẽ học qua Zalo, Facebook cũng được, hoặc qua Gmail đều được ha. Mọi người ở xa, ở nước ngoài đều có thể đăng ký và học chúng ta học tốt. Và hiện giờ Trần Khánh hiện dạy được dạy rất là nhiều ở người ở nước ngoài học online, cũng rất là ok nha mọi người, ok ha. Và tùy và khả năng, tùy số độ tuổi của các bạn, tùy cái năng khiếu, tùy về cái trình độ của mọi người, mà mình sẽ có một cái giáo trình dạy cho mọi người, từng người khác nhau, nó phù hợp riêng hết ha, chứ không có ai giống ai hết. Như vậy nhé. Rồi ok. Rồi bye bye mọi người nha. Ai muốn học nhạc theo nhạc lý thì Trần Khánh dạy theo nhạc lý, muốn học theo cảm âm dạy theo cảm âm, muốn học piano dạy piano, muốn học organ, ok ha. Rồi, bye bye mọi người nha. Ủng hộ nha.